Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam Airlines từ đứa con cưng thành đứa con hư bất trị, ma bắt tay quỷ làm ăn. Hiện nay Việt Nam Airlines là công ty cổ phần, tuy nhiên vốn nhà nước trong công ty này chiếm tới 86%. Tất nhiên nhà nước chiếm toàn quyền quyết định ở doanh nghiệp này. Tên tiếng Việt của hãng hàng không này là hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Cho đến nay Việt Nam Airlines là hãng hàng không duy nhất đảm nhận các chuyến bay công vụ của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Nói chung, nó là con cưng của chính quyền Cộng sản. Hãng hàng không Việt Nam Airlines làm ăn bết bát. Thông thường là con cưng thì hay ỷ lại, mặc dù có rất nhiều ưu ái, nhưng hãng hàng không này đã hoạt động lỗ khủng, trong khi các hãng hàng không tư nhân khác không lỗ kinh khủng như họ. Tính đến tháng 4 năm 2022, Việt Nam Airlines lỗ đến 2 tỷ đô la Mỹ. Và đến ngày 30 tháng 3 năm 2023, Việt Nam Airlines đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét chấp thuận cho hãng được gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2022. Việt Nam Airlines lý giải mình là công ty có quy mô lớn, hoạt động trên toàn cầu với 27 đơn vị trực thuộc, bao gồm 9 đơn vị trong nước và 18 chi nhánh ở nước ngoài, cùng 15 công ty con có mô hình vừa lớn lại hoạt động trong nhiều lĩnh vực cũng phải lập báo cáo tài chính hợp nhất. Doanh nghiệp đang sắp xếp ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19, từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp. Đấy là lý do của Vietnam Airlines. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia thì Vietnam Airlines đã lỗ vượt quá giới hạn. Nếu nộp báo cáo tài chính thì rất có thể doanh nghiệp này sẽ bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán của thành phố Hồ Chí Minh. Một đứa con cưng của chính phủ được cưng chiều hết mực, nhưng làm ăn thì bết bát, nếu bị hủy niêm yết thì mất mặt quá. Nhân viên Vietnam Airlines đi vận chuyển ma túy. Bên trong của Vietnam Airlines được đánh giá là rất thối nát. Thượng bất chính thì hạ tất loạn. Vụ án 4 nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines mang ma túy từ Pháp về Việt Nam chỉ là một phần rất nhỏ của cái thối nát này. Vụ chuyến bay giải cứu có nhiều hãng hàng không tham gia, trong đó có Vietnam Airlines, Vietjet Airways, Bamboo Airways, v.v. Tuy nhiên, Vietnam Airlines vẫn đóng vai trò chính trong thương vụ hút máu người dân Việt Nam xa xứ đến 4.000 tỷ đồng. Vụ này, ông Phạm Bình Minh đã ngã ngựa, nhưng lãnh đạo Vietnam Airlines vẫn bình an vô sự, thì đủ biết Vietnam Airlines được chiều chuộng đến như thế nào. Trong vụ chuyến bay giải cứu, Vietnam Airlines đã phối hợp với Bộ Ngoại giao, các đại sứ quán Việt Nam ở các nước làm nhiệm vụ lùa gà. Còn Vietnam Airlines làm nhiệm vụ là công xưởng mổ thịt gà kiếm lợi tiếp. Vụ làm ăn nhuốm màu tội ác này đã làm rất nhiều quan chức ngành ngoại giao phải bị bắt giam. Nhưng về lợi nhuận quá béo bở, Vietnam Airlines hiện nay vẫn liên kết chặt chẽ với Bộ Ngoại giao. Nếu lại có dịch hay có cơ hội nào tương tự, có lẽ họ lại hợp tác với nhau để mà chấn lột người dân thấp cổ bé họng. Trên trang web của Vietnam Airlines cho biết, chiều ngày 28 tháng 3, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines đã làm việc với Bộ Ngoại giao để tăng cường phối hợp với các đại sứ quán, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Tham dự buổi làm việc có bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và 15 người khác bao gồm các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2023-2026. Sau chuyến bay giải cứu ma rồi lại bắt tay với quỷ. Thông thường các chuyến bay công vụ của các quan chức, các đại sứ quán sử dụng Vietnam Airlines, những quan chức này nắm visa ngoại giao hoặc visa công vụ nên cũng được ưu tiên. Và đây chính là kẽ hở để các quan chức ngành ngoại giao làm ăn. Theo như thông tin được biết, quan chức ngoại giao ở Việt Nam buôn lậu bị phát hiện và bị triệu hồi về nước không phải là ít. Đấy là quan chức ngoại giao, còn quan chức của Vietnam Airlines cũng chẳng khá hơn gì. Đến ma túy mà họ còn buôn thì không biết còn món hàng gì họ không thể kiêng cữ. Sự phối hợp giữa Vietnam Airlines và Bộ Ngoại giao là sự phối hợp giữa ma và quỷ. Một người cho Thời báo.de nhận xét như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Vietnam Airlines từ đứa con cưng thành đứa con bất trị mà bắt tay quỷ làm ăn.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sợ bị đẩy rơi vào lò, Nguyễn Văn Thể cay cú thế lực thù địch. Hiện nay, tờ Thời báo chấm đề đã nhận được rất nhiều lời nhắn là đừng nói về vấn đề này, đừng nói về vấn đề khác. Họ sợ rằng Thời báo chấm đề khui ra những chuyện tiêu cực, góp phần đưa họ vào lò. Đấy là thực tế. Nói như ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, thì mình cứ trong veo thì sợ gì? Quả thật, nếu những quan chức mà bị Thời báo chấm đề phản ánh những tiêu cực, nếu họ trong veo thì việc gì phải sợ Thời báo chấm đề và mạng truyền thông xã hội đến thế? Báo chí tự do về bản chất khác với báo chí nô bộc. Báo chí tự do có quyền nói mà không hề kiêng cữ, không sợ quyền lực. Trong khi báo chí nô bộc chỉ nói khi được chính quyền cho phép mở miệng. Còn khi Trung ương không cho nói mà dám nói thì không những nhà báo làm tin bị trừng phạt mà cả tờ báo cũng bị vạ lây. Chuyện báo chí trong nước bị tuyết còi, vạ miệng là chuyện không hề hiếm xưa nay. Một trong các vết đen trên người ông Nguyễn Văn Thể. Hiện nay, Thời báo chấm đề và nhiều tờ báo tự do phát hành bằng tiếng Việt khác vẫn bị Đảng Cộng sản Việt Nam liệt vào thế lực thù địch. Thực chất là báo tự do chỉ có sự thật. Tuy nhiên, vì sự thật của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam và quan chức của họ vốn xấu xa nên họ đã quy cho tờ báo và các nhiều tờ báo tự do khác nói xấu họ. Thật ra mà nói, Trung ương Đảng là nơi theo dõi báo chí của thế lực thù địch kỹ nhất. Họ theo dõi để xua hàng vạn dư luận viên và lực lượng 47 đánh phá bởi họ sợ bị bóc phốt cho bản dân thiên hạ cùng biết. Ông Nguyễn Phú Trọng dù nắm trong tay Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Ban Nội chính Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng thì ông cũng không thể khui ra hết các vụ tham nhũng khắp nơi, từ xã, huyện lên tận Trung ương. Hãng hàng không Việt Nam Airlines là kẻ đầu sỏ trong chuyến bay giải cứu. Ông Nguyễn Văn Thể không thể vô can. Dù lò của Nguyễn Phú Trọng đốt dữ dội, nhưng tới nay ông Nguyễn Văn Thể vẫn chưa thấy là vào lò. Mặc dù ông cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải xứng đáng với điều đó. Còn nhớ trong vụ án sai phạm bán quyền thu phí cao tốc Trung Lương, cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng và cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường đã sổ khám cùng với Út Trọng. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thể là người ký nhiều văn bản liên quan đến sai phạm của Út Trọng thì lại bình chân như vậy. Vấn đề mờ ám trong việc tố tụng này đã được rất nhiều báo chí gọi là thế lực thù địch phân tích và chỉ ra trong nhiều năm. Nhưng ông Nguyễn Văn Thể vẫn bình chân như vậy là lý do tại sao như vậy. Mới đây, vụ án ngành đăng kiểm thuộc Bộ Giao thông Vận tải xảy ra tiêu cực trên toàn quốc với thời gian kéo dài. Ông Nguyễn Văn Thể với vai trò là tư lệnh ngành vô can được hay sao? Ý tưởng về chuyến bay giải cứu được đưa ra bởi ông Thủ tướng lúc đó là Nguyễn Xuân Phúc. Chính ông Phúc đã phối hợp với năm bộ bao gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Y tế, Giao thông Vận tải để thực hiện, trong đó Bộ Giao thông Vận tải tham gia bằng các chuyến bay của Vietnam Airlines, là hãng hàng không này thuộc Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam và cục này lại trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Bộ Ngoại giao thì lùa gà và Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam thì lại thịt gà. Vậy thì tại sao Bộ Ngoại giao bị bắt quá nhiều, trong đó cả cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng bị kỷ luật mất chức. Nhưng cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể thì lại vẫn bình an đến như bây giờ. Ông Nguyễn Văn Thể đang cày cú thế lực thù địch chuyên bới móc các câu chuyện của ông. Vào ngày 21 tháng 12 năm 2022, ông Nguyễn Văn Thể đã từ chức. Bộ Giao thông Vận tải là một trong ba bộ nhận ngân sách nhiều nhất của Trung ương. Ba bộ đó là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải. Nắm Bộ Giao thông Vận tải mang lại cho Bộ trưởng rất nhiều quả lớn vì nó có quá nhiều dự án khủng. Nhưng tại sao ông Nguyễn Văn Thể lại xin rút lui nhanh đến vậy? Theo giới thạo tin, Nguyễn Văn Thể tháo chạy sớm là để tránh bị khui những tiêu cực đang âm ỉ trong ngành. Vào ngày 31 tháng 3, ông Nguyễn Văn Thể với tư cách là bí thư đảng ủy khối cơ quan trung ương đã nói rằng cứ có thay đổi nhân sự là thế lực thù địch lại xuyên tạc.
Thực ra ông Thể đang rất sợ bị thế lực thù địch bóc phốt như bao quan chức ở trung ương khác, và ông đã vu cho cái gọi là thế lực thù địch xuyên tạc. Nói như ông Trần Sĩ Thanh, nếu ông Nguyễn Văn Thể trong veo thì sợ gì cơ chứ? Bởi ông có quá nhiều ung nhọt trong cơ thể nên mới sợ bị người ta lột bộ đồ mà ông đang mặc trên người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê với bản tin sợ bị đẩy rơi vào lò, Nguyễn Văn Thể cày cú thế lực thù địch. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.